Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Hiện chúng tôi đang có mặt trong phòng dinh thường để đồng hành cùng với mẹ bầu Nguyễn Thùy Dương trong hành trình vượt cạn đón thiên thần nhỏ. Mẹ Dương của chúng ta trộm vía có một thai kỳ khỏe mạnh, mọi chỉ số của hai mẹ con khá là tốt, do đó bác sĩ tại Thu Cúc đã khuyến khích mẹ lựa chọn phương pháp sinh thường. Hiện tại thì các cơn co và cơn gò của chị Dương đã đến dồn dập rồi và chị Dương của chúng ta đang thực hiện hít thở dặn đẻ rất tốt theo hướng dẫn của bác sĩ đấy ạ. Việc thở và dặn đúng cách cũng như đúng tư thế sẽ giúp quá trình vượt cạn diễn ra dễ dàng hơn, em bé ra nhanh hơn, đồng thời mẹ cũng ít bị mất sức hơn. Chúng ta hãy cùng cổ vũ và động viên chị Dương bằng cách thả tim, like hay comment các bạn nhé. Đồng hành trong ca vượt cạn của chị Dương ngày hôm nay là bác sĩ Thân các bạn ạ. Bác sĩ Thân là bác sĩ có nhiều kinh nghiệm trong đỡ đẻ, mổ đẻ, đặc biệt là xử lý những ca sinh khó. Ngoài ra thì bác Thân còn mang đến cho các mẹ bầu một sự tin cậy ấm áp bởi nụ cười thân thiện luôn nở trên môi khi tiếp xúc cùng với các mẹ bầu. Bác sĩ Thân rất giỏi trong việc vận dụng tâm lý giúp các mẹ vượt qua được sự lo lắng hồi hộp trước khi sinh đẻ đấy ạ. Hỗ trợ bác Thân trong ngày hôm nay còn có ekip nữ hộ sinh, điều dưỡng giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện đầu ngành. Vậy nên chị Dương hãy yên tâm và làm theo đúng những hướng dẫn của bác sĩ và ekip để em bé được nhanh chóng chào đời nhé. Chị Dương hãy cố lên, chỉ một lát nữa thôi thì con sẽ chào đời thôi ạ. Hãy cùng chúng tôi đếm ngược khoảnh khắc thiêng liêng này cùng chị Dương các bạn nhé. Vâng, vậy là em bé nhà chị Dương đã chào đời rồi các bạn ạ. Là một bé trai, mẹ Dương của chúng ta rất giỏi đúng không nào? Xin chúc mừng chị Dương cùng gia đình đã đón thêm thành viên mới kháu khỉnh và đáng yêu nhé. Lúc này thì con đang được bác sĩ Nhi kiểm tra sức khỏe tổng thể. Các bác sĩ sẽ kiểm tra vùng đầu, tay, chân, cơ quan sinh dục, xem có gì bất thường không. Đồng thời bác sĩ cũng kiểm tra các phản xạ của bé, đo nhịp tim phổi để đánh giá tình trạng sức khỏe chung của con. Bên cạnh đó, trong những ngày lưu viện, các bác sĩ cũng sẽ thường xuyên thăm khám cho bé để đảm bảo con hoàn toàn khỏe mạnh đấy ạ. Do vậy các mẹ hoàn toàn yên tâm nhé. Bà người ta chưa thấy có gì nữa mà. Sau khi khám sức khỏe xong thì lúc này con đã được quấn khăn ủ ấm rồi các bạn ạ. Tiếp theo con sẽ được đưa đến khu chăm sóc riêng để tiến hành hoàn tất các thủ tục tiếp theo trong phòng mổ. Có lẽ lúc này chị Dương đang vô cùng xúc động khi được gặp con trai của mình đấy ạ. Chúng tôi có thể thấy được niềm vui và hạnh phúc của chị ấy qua ánh mắt nụ cười. Chị Dương cũng không quên dành tặng con trai yêu những lời chúc yêu thương. Hai mẹ con chị ấy rất giỏi đúng không nào? Các bạn đừng quên thả tim và comment gửi lời chúc tới chị ấy cùng thiên thần nhỏ nhé. Tiếp theo chị Dương đang cùng điều dưỡng kiểm tra các thông tin trên vòng định danh trước khi đeo. Đây là công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng và đòi hỏi sự cẩn thận các bạn ạ. Trên mỗi vòng định danh đã có đầy đủ thông tin tên mẹ, tên bé, mã số của mẹ và bé trùng khớp với nhau. Vòng này sẽ được đeo vào tay của mẹ và chân của bé trong suốt khoảng thời gian lưu viện để tránh nhầm lẫn. Do vậy chị Dương và các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Sau khi đeo vòng định danh thì lúc này con đang được điều dưỡng bế lại gần để hôn tạm biệt mẹ và đi cân đấy ạ. Các bạn có tò mò cân nặng của cậu bé đáng yêu ngày hôm nay nặng bao nhiêu không ạ? Vâng, sau khi trừ khăn cuốn ngoài thì bé nặng 3,6 cân. Theo các bác sĩ của chúng tôi thì đây là cân nặng rất đẹp của một em bé sơ sinh đấy ạ. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng gia đình chị Dương nhé. Ngay sau khi khám sức khỏe xong thì con sẽ được điều dưỡng hỗ trợ để áp da mẹ luôn. Trộm vía con rất là hợp tác đúng không nào? Tất cả những khoảnh khắc này đều sẽ được Thu Cúc ghi lại như một món quà kỷ niệm, lưu giữ những giây phút đáng quý để dành tặng các mẹ bầu khi đăng ký thai sản trọn gói của Thu Cúc đấy ạ. Và để hai mẹ con chị Dương có chút thời gian riêng tư khi thực hiện da kẻ da với nhau thì chúng ta cùng trao đổi về chủ đề đang được rất nhiều mẹ bầu quan tâm khi sinh thường mà chúng tôi đã đưa ra từ đầu livestream nhé. Đó là chăm sóc vết khâu tầng sinh môn đúng cách để vết thương nhanh lành.
Vâng, như các bạn đã biết, tầng sinh môn cần được chăm sóc cẩn thận vì nó là cơ quan tiếp giáp với bộ phận sinh dục và hậu môn. Nếu nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan này và làm chậm quá trình lành vết thương. Các mẹ có thể chăm sóc tầng sinh môn tại nhà bằng các cách đơn giản như sau. Giữ vùng vết khâu khô ráo và sạch sẽ. Lau vùng này cẩn thận từ trước ra sau để giảm nguy cơ nhiễm trùng từ hậu môn. Bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn và chỉ nên hoạt động nhẹ nhàng. Thực hiện các bài tập sàn khung chậu thường xuyên hơn để giúp máu lưu thông và thúc đẩy lành vết thương. Thay đổi băng vệ sinh thường xuyên và đảm bảo không làm tổn thương đến vết khâu. Ăn nhiều chất xơ và uống nhiều nước để tránh táo bón. Điều quan trọng là bạn cần nghỉ ngơi để vết thương nhanh lành. Với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, các mẹ đã hiểu hơn về cách chăm sóc tầng sinh môn tại nhà để vết thương nhanh lành rồi đúng không nào? Nếu mẹ muốn tìm hiểu thêm về thai sản trọn gói của Thu Cúc cũng như các vấn đề trước và sau sinh thì hãy nhanh tay comment inbox nhé. Chúng tôi sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất đấy ạ. Còn bây giờ hãy cùng chúng tôi ngắm nhìn những khoảnh khắc thật tình cảm và ấm áp của hai mẹ con chị Dương các bạn nhé. Sau khi đã được áp da với mẹ thì bé đang được các cô điều dưỡng đưa ra khu chăm sóc riêng để mặc quần áo, đóng bỉm, đeo bao tay bao chân. Đặc biệt tất cả các đồ dùng này sẽ được bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nên các mẹ không cần phải lo lắng gì nhé. Mẹ chỉ cần đi sinh trong tâm thế nhẹ nhàng và thoải mái nhất thôi ạ. Không chỉ được chuẩn bị đầy đủ đồ dùng mà khi đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói, cả mẹ và bé sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và các dịch vụ cao cấp khác như là đồng hành cùng hai mẹ con trong suốt quá trình mang thai và vượt cạn, là đội ngũ bác sĩ đầu ngành giàu kinh nghiệm. Hai mẹ con được nghỉ ngơi sau sinh tại phòng lưu viện sang chảnh hiện đại. Bé được tiêm vitamin K, vaccine viêm gan B hỗ trợ thực hiện sàng lọc sau sinh, lưu trữ tế bào gốc. Với người nhà thì sẽ được miễn phí bữa ăn sáng và giường nằm đấy ạ. Để biết cụ thể về các quyền lợi của mẹ trong mỗi gói thai sản cũng như chương trình ưu đãi Thu Cúc dành tặng các mẹ, thì hãy comment inbox ngay cho chúng tôi nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của em bé nhà mẹ Dương nhé. Con trộm vía rất là trắng trẻo và đáng yêu các bạn ạ. Lúc này bé đang được điều dưỡng bế lại gần để chào tạm biệt mẹ và đưa ra ngoài gặp bố đấy ạ. Chắc hẳn ông bố của chúng ta cũng đang rất háo hức chờ đợi giây phút được gặp và ôm con trai bé bỏng trong lòng đúng không nào? Vâng, bé đã được gặp bố rồi các bạn ạ. Ông bố của chúng ta thì không giấu được niềm vui và hạnh phúc khi được đón con trai yêu bé nhỏ sau bao ngày mong ngóng. Trước khi áp da với bố thì bố sẽ được điều dưỡng cung cấp các thông tin cần thiết của con như giới tính, cân nặng để gia đình có thể nắm được các bạn ạ. Một lần nữa xin chúc mừng gia đình và cảm ơn anh chị đã tin tưởng lựa chọn Thu Cúc là nơi đón bé yêu chào đời. Vâng các bạn thân mến, chúng ta vừa được trải qua khoảnh khắc vượt cạn rất hồi hộp của chị Nguyễn Thị Dương và cùng chứng kiến khoảnh khắc chào đón thiên thần nhỏ của gia đình chị. Qua đây, Bệnh viện Thu Cúc xin chúc các mẹ bầu khác sẽ luôn khỏe mạnh, chăm sóc thai kỳ tốt để vượt cạn an toàn, mẹ tròn con vuông và hãy tin tưởng hoàn toàn với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc nhé. Nếu các bạn vẫn còn những thắc mắc về dịch vụ thai sản cũng như mong muốn trải nghiệm dịch vụ đi đẻ sang chảnh đẳng cấp thì hãy inbox cho chúng tôi để được giải đáp và tư vấn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo.